Thưa quý vị, các chỉ số chứng khoán diễn biến không như mong đợi khi mà lao dốc mạnh từ phiên giao dịch đầu tuần. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là sức ép lớn đến từ nhóm cổ phiếu Blue Ship, lần lượt đẩy VMS thủng các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn. Góp phần trong nguyên nhân đó có sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu MSN của Masan. Cổ phiếu này tiếp tục có phiên lao dốc thứ hai sau thông tin tập đoàn này sáp nhập với VinEco và VinCommerce của tập đoàn VinGroup. Trong phiên giao dịch sáng nay, thì MSN đang được giao dịch ở mức giảm gần 5% so với phiên trước đó. Mức giá thấp nhất thậm chí được giao dịch ở mức là 60.600 đồng một cổ phiếu, tương đương mức giảm 5,6%. Trái ngược với MSM, cổ phiếu VIC của Vincom đang tăng nhẹ. Trong buổi sáng, thì VIC đã giao dịch với khối lượng trên 200.000 cổ phiếu với mức giá tăng nhẹ là 400 đồng một cổ phiếu. Diễn biến của VIC và MSN đang được các nhà đầu tư quan tâm sau khi hai tập đoàn lớn này tiến hành sáp nhập VinEco Eco và VinCommerce.